Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 127 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Góc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Trên tấm bia đá cao gần trăm trượng có vô số văn tự rậm rạp, chằng chịt như là nòng nọc vậy. Căn cứ vào Kỷ Linh đã quan sát, ước chừng có hơn 120 vạn văn tự. Bắt đầu từ phía trên, từ từ sẽ hoàn thành thôi. Kỷ Linh lập tức bắt đầu thử dùng thiên thần lực thẩm thấu vào bên trong. Ta phải chậm hơn một chút vậy. Vừa mới thẩm thấu vào thì Kỷ Linh đã cảm giác được cố hết sức. Bất quá vẫn như trước, lại có một số lượng thông tin truyền lại vào trong đầu của Kỷ Linh. Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma ư? Một bộ pháp môn cổ xưa lập tức liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đầu Kỷ Linh. Theo thiên thần lực của Kỷ Linh thẩm thấu vào bên trong đó, pháp môn này cũng tiến vào trong đầu Kỷ Linh, cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, toàn bộ pháp môn đã được ghi vào trong đầu hắn. Không ngờ lại là pháp môn tu luyện. Kỷ Linh giật mình nhìn tấm bia đá ở trước mắt này. Hơn nữa, đây chỉ là một phần nhỏ ở bên trên mà thôi. Văn tự trên tấm bia đá chung quanh phân thành 7 bộ phận lớn. Bộ phận thứ nhất là Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma. Thật là pháp môn lợi hại mà, không ngờ lại có thể từ 1 hóa thành 18. Kỷ Linh có chút cảm khái nói. Tuy rằng thần ma có thể phân ra vô số hóa thân, thế nhưng hóa thân vừa chết đi thì hồn phách ở trong đó cũng sẽ bị diệt sát luôn, sẽ tạo thành tình cảnh hồn phách không trọn vẹn. Hồn phách không trọn vẹn quá nhiều, thậm chí còn có khả năng dẫn tới hậu quả trực tiếp bị mất mạng. Thế nhưng pháp môn này chỉ cần tu luyện tới tầng thứ nhất thôi là đã có thể chia hồn phách ra làm 18 thể một cách hoàn mỹ. Thực lực của mỗi cá thể đều chỉ có 1 thành của bản tôn, bất quá đều có thể đơn độc mà sống sót. Hơn nữa, nếu như 17 cái bị diệt, cá thể cuối cùng cũng có thể từ từ bồi dưỡng tới tình trạng như chủ thể trước đó. Tu luyện tới tầng thứ 2, 18 cá thể đều có được thực lực giống như bản tôn. Nếu như tu luyện tới tầng thứ 3 đại thành, vậy thì 18 cá thể có thể tùy thời dung hợp vào trong bản tôn. Bản tôn cũng có thể hóa thành 18 phân thân, hơn nữa còn có thể làm cho thực lực của bản tôn tăng vọt. Kỷ Linh sợ hãi, thán phục than lên một tiếng. Nếu như pháp môn này đại thành thì tương đương Kỷ Linh có thể thoáng cái biến thành 18 Kỷ Linh. Khi đó cho dù bản tôn chiến đấu một mình, một khi thi triển ra pháp môn này thì thực lực cũng có thể tăng vọt một mảng lớn. Đây là pháp môn nghịch thiên, cực kỳ nghịch thiên. Xem ra Thiếu Viêm Xỉu kia cũng đã tu luyện được pháp môn này, hơn nữa cũng chỉ mới luyện được tới tầng thứ nhất mà thôi. Kỷ Linh đã lập tức hiểu ra, vốn hắn cho rằng đối phương đã tu luyện các loại bí thuật nào đó như là huyết ảnh hóa thân, hóa ra lại là pháp môn cao thâm như vậy. Bên trong tam giới cũng có pháp môn lợi hại cùng loại, tỉ như huyết ảnh hóa thân vậy, chỉ cần còn một cái không diệt thì những thứ khác cũng có thể sống lại một lần nữa. Chỉ là cường giả lợi hại chân chính lại rất ít khi làm như vậy, bởi vì thực lực của phân thân sẽ lại giảm lớn, còn không cường đại bằng bản tôn. Thiếu Viêm Xỉu làm như vậy cũng đã nói rõ một việc, ở trong tam giới này Thiếu Viêm Xỉu rất sợ chết. Thế nhưng ai ngờ được Thiếu Viêm Xỉu lại có được pháp môn mạnh mẽ như Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma đây. Cũng may Thiếu Viêm Xỉu mới chỉ luyện thành tầng thứ nhất mà thôi. Pháp môn này không biết xuất phát từ đâu đây. Kỷ Linh có chút sợ hãi mà thán phục. Bất quá nếu muốn tu luyện pháp môn lợi hại này tới đại thành cũng rất là khó khăn. Ở bên trên pháp môn cũng có ghi chép lại rất là kỹ càng. Nhập môn thì dễ, có thể đơn giản luyện thành tầng thứ nhất, thế nhưng tới tầng thứ hai thì lại khó khăn hơn gấp ngàn vạn lần. Tầng thứ ba lại càng là khó như lên trời, cần các loại ngộ tính và cơ duyên. Tiếp tục xem pháp môn thứ hai xem. Sau đó Kỷ Linh lại dùng thiên thần lực thẩm thấu, lập tức tin tức của pháp môn thứ hai dần dần vọt tới trong đầu hắn. Pháp môn thứ hai tên là Trùng Thú Cửu Giải. Đây là một phương pháp bồi dưỡng trùng thú rất là thần kỳ. Kỷ Linh cũng đã hiểu ra vì sao Thiếu Viêm Xỉu lại có thể nuôi dưỡng ra trùng thú lợi hại như vậy. Tất cả mọi người ở trong tam giới đều cho rằng Thiếu Viêm Xỉu có được truyền thừa của ai đó. Dù sao ở trong tam giới này, người bồi dưỡng ra trùng thú lợi hại vẫn phải có. Lại nói thực lực của trùng thú mà Thiếu Viêm Xỉu bồi dưỡng ra cũng không tính là quá mạnh mẽ, cho nên cũng không làm cho người ta quá chú ý tới hắn. Thế nhưng người ngoài không biết thực lực của bản thân Thiếu Viêm Xỉu quá yếu, cho nên bảo vật tài liệu có được rất thiếu. vì vậy căn bản mới không đào tạo ra được trùng thú lợi hại gì. Chuyện này cũng cần phải phí thời gian và tinh lực rất nhiều, không thích hợp với ta. Kỷ Linh lập tức buông tha thứ này, cũng không có chú ý với nó nữa. Nhìn pháp môn thứ ba xem. Kỷ Linh phát hiện ra, theo mình dần dần thẩm thấu vào bên trong, thì lực cản khi muốn quan sát nội dung bên dưới cũng càng lúc càng lớn. Kỷ Linh không biết Thiếu Viêm Xỉu mới chỉ nhận được một chút bộ phận của pháp môn thứ nhất và pháp môn thứ hai. Những pháp môn ở đằng sau căn bản Thiếu Viêm Xỉu không có thực lực để đạt được. Dù sao hắn ta cũng mới chỉ là thiên tiên mà thôi. Thiếu Viêm Xỉu coi tấm bia đá này là chí bảo, hắn còn xem trọng hơn trấn giới tháp rất nhiều, cho nên mới cẩn thận cất giấu từng ly từng tí một. Bởi vì hắn rất biết điều ở trong Đông Tuyên đại thế giới, cho nên mới có thể ẩn giấu được tấm bia đá này. Mà lúc trước trấn giới tháp đặt ở đại hạ thế giới, ai nghĩ tấm bia đá này đã bị Kỷ Linh lấy được từ lâu rồi. Mỗi một pháp môn đều rất là thần kỳ. Kỷ Linh cảm thấy thiên thần lực càng ngày càng không có cách nào đọc thêm được nữa. Khi tới pháp môn thứ 5 thì căn bản hắn không có cách nào thẩm thấu được nữa. Ta thử dùng thuần dương pháp lực thử xem. Kỷ Linh không cam lòng cho nên mới tiếp tục thử qua. Thuần dương pháp lực lập tức dũng mãnh tràn vào bên trong tấm bia đá. Lúc này Kỷ Linh mới kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ thuần dương pháp lực thẩm thấu vào bên trong văn tự trên tấm bia đá còn mạnh hơn không ít so với thiên thần lực. Có lẽ ta có thể đọc được 7 loại pháp môn này. Trong lòng Kỷ Linh lập tức sinh ra sự chờ mong. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác, khi hắn có được 7 đại pháp môn, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ có thể biết được lai lịch của tấm bia đá này. Pháp lực của chân tiên không ngờ lại có thể dễ dàng thẩm thấu vào trong những văn tự trên tấm bia đá này. Pháp môn thứ 5 hắn cũng đã hoàn toàn đọc được. Pháp môn thứ 6, pháp môn thứ 7, hai mắt Kỷ Linh biến thành màu đỏ. Hắn đã hoàn toàn kiệt lực khi cố gắng muốn đọc những pháp môn này. Hắn đã hoàn toàn bị những pháp môn này làm cho chấn kinh, bởi vì thực sự quá là thần kỳ. 7 đại pháp môn, mỗi một loại pháp môn đều xứng đáng được xưng tụng là kinh thiên động địa. Cho dù có đặt ở trong tam giới thì cũng được coi như là đỉnh điểm của tam giới. Thậm chí còn có một ít pháp môn càng vượt xa khỏi khả năng mà tam giới có thể sáng chế ra được. Pháp môn thứ nhất là Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma cũng đã khiến cho Kỷ Linh vô cùng động tâm. Pháp môn Trùng Thú Cửu Giải thứ hai lại có tiềm lực vô hạn, chỉ là hôm nay hạo kiếp đã đến, cho nên Kỷ Linh cũng không có thời gian để tìm hiểu nghiên cứu mà thôi. Pháp môn thứ ba là Tội Nghiệp Thần Binh. Thứ này kỳ thực có chút giống với thần ma huyết luyện thuật, đều là thu nạp oán khí sau khi chết của địch nhân để tạo thành binh khí. Binh khí như thế có thể nói là hung binh chính thức, uy năng rất là cao minh. Bất quá thần ma huyết luyện thuật quá mức đơn giản, là phương pháp thu nạp vô cùng đơn giản, mà Tội Nghiệp Thần Binh so với thần ma huyết luyện thuật còn cao minh hơn gấp nghìn lần, vạn lần. Có thể nhanh chóng khiến cho binh khí tăng lên, mà bản thân binh khí sẽ lại càng thêm hoàn mỹ, tiềm lực càng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có thể trở thành hỗn độn thần binh. Pháp môn thứ tư gọi là Lang Phủ. Đây là đạo phù chi thuật rất là phức tạp. Tuy rằng Kỷ Linh đã ghi nhớ, thế nhưng căn bản lại không có cách nào tìm hiểu được. Hiển nhiên pháp môn này rất là cao thâm. Pháp môn thứ 5 là Càn Khôn Nghịch Chuyển Nhất Tâm Trận. Đây là một môn trận pháp có thể phối hợp hoàn mỹ được với Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma. Bởi vì môn trận pháp này cần 18 người bày trận, mà lại phải hoàn toàn một lòng với nhau. Nếu như đã tu luyện Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma, bố trí xuống được đại trận bậc này, như vậy cũng có thể cố thủ tự thành một phương, lại có thể vây khốn địch nhân, khiến cho địch nhân như rơi vào bên trong một phương đại thế giới. Trận pháp này vừa am hiểu phòng thủ, lại am hiểu vây khốn, chỉ là cũng không am hiểu chủ động tấn công mà thôi. Thế nhưng môn trận pháp này cũng cực kỳ huyền diệu, quá mức thâm thúy, sợ rằng trong thời gian ngắn khó mà có thể tìm hiểu ra được. Pháp môn thứ 6 là Quỷ Thần Quyển. Đây là một môn phương pháp bồi dưỡng quỷ hồn. Hồn phách chính là căn bản của tính mạng. Sau khi tính mạng chết đi sẽ ở lại để lại quỷ hồn, mà quỷ hồn lại có tiềm lực vô tận. Quỷ Thần Quyển này chính là thứ khiến cho quỷ hồn không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho tới khi đạt tới chân thần, thậm chí ngay cả tổ thần chi cảnh cũng là thứ hoàn toàn có thể hy vọng. Bất Hoại Chi Thân là tên của pháp môn thứ 7. Đây là một loại thần thông hộ thể giống như Bát Kiểu Huyền Công vậy. Bất quá so với Bát Kiểu Huyền Công thì môn thần thông này còn cao minh hơn rất nhiều. Bát Hoại Chi Thân phân thành lục trọng, thiên thần chỉ có thể tu luyện được 3 trọng đầu, 3 trọng sau phải đạt tới chân thần thì mới có thể tu luyện được. Dựa theo miêu tả của thần thông này, chỉ cần tu luyện thành 3 trọng đầu có lẽ có thể tương đương với Bát Kiểu Huyền Công đại thành. Còn 3 trọng sau, căn cứ theo suy đoán của Kỷ Linh, rất có thể sẽ khiến cho thần thể đạt tới cấp độ tiên thiên chí bảo. Năm đó, lúc thượng cổ, các đại năng giả đã từng liên hợp sáng tạo ra bất kiểu huyền công, muốn sáng chế ra 12 chuyển, đáng tiếc cuối cùng bọn họ lại chỉ có thể sáng chế ra được 9 chuyển mà thôi. Bất hoại chi thân này thoáng cái đã đạt tới trình độ mà các đại năng giả năm đó đã chờ mong. Đương nhiên, tu luyện bất hoại chi thân cũng cần một lượng lớn chân tài bảo vật, giống như muốn tu luyện 9 chuyển của bát cửu huyền công vậy. Cửu chuyển chỉ riêng số lượng đại la tiên đan cũng đã đủ kinh người rồi, muốn luyện thành bất hoại chi thân này, cho dù là chân thần đạo tổ cũng không có mấy người có thể gánh chịu được tiêu hao như vậy. 7 đại pháp môn nào cũng kinh người. Ở trong đó, tội nghiệp thần binh và bất hoại chi thân là pháp môn chuẩn bị cho thần ma luyện thể. Dù sao tội nghiệp thần binh chủ yếu là cầm trên tay để cận chiến, còn trùng thú cửu giải và lang phủ thì là chuyên môn chuẩn bị cho luyện khí lưu. Còn lại 3 pháp môn như đảo ngô thập bát thần ma là thứ mà thần ma luyện thể và luyện khí lưu cũng có thể thi triển ra được. Rốt cục cũng đã đọc xong toàn bộ rồi. Rốt cục Kỷ Linh cũng đã gian nan thẩm đấu xong toàn bộ 7 pháp môn. 7 đại pháp môn tất cả đều hiện lên trong đầu của hắn. Gặp vận may rồi, thứ này tuyệt không phải là pháp môn do đại năng giả của tam giới sáng chế ra. Ở bên trong miêu tả rất nhiều kỳ vật chân bảo, mà những thứ này ở trong tam giới căn bản là không có. Ví dụ như quỷ thần quyển, chỉ sợ căn bản không có cách nào dùng được. Bất hoại chi thân cũng khó có thể tu luyện được tới cực hạn, bởi vì căn bản không có được những kỳ vật kia. Kỷ Linh hiểu rất rõ điểm ấy. Dù vậy, những pháp môn này cũng đã rất là khó lường rồi. Dị tộc ở trong hỗn độn quả thực quá lợi hại. Kỷ Linh có chút cảm khái. Những dị tộc ở trong hỗn độn kia cũng có thể đi tới tam giới. Ví dụ như vạn vật chi chủ đáng sợ nhất kia, người này có thể âm thầm ra lệnh cho vô gian hỗn độn thế giới và bản cổ hỗn độn thế giới tới gần lẫn nhau. Thậm chí vạn vật chi chủ còn tự luyện chế ra khôi lỗi, sáng tạo ra mẫu hoàng đại quân. Thực lực dưới trướng của hắn có thể so với toàn bộ bản cổ hỗn độn thế giới. Từ đó đã có thể thấy được dị tộc ở trong hỗn độn đáng sợ tới cỡ nào. Ồ, ánh mắt của Kỷ Linh đã rơi vào bên trên thần văn trên tấm bia đá. Vừa rồi ta thẩm thấu vào những văn tự kia, cũng không có thẩm thấu vào những thần văn này. Sao lại như vậy được? Trong lòng Kỷ Linh tuôn ra một cỗ dao động. Hắn có cảm giác uy áp của tấm bia đá này chủ yếu là tới từ những thần văn này. Những văn tự này không có uy áp, thế nhưng uy áp của thần văn lại rất là kinh người. Đi! Tâm ý của Kỷ Linh khẽ động, trực tiếp đưa tấm bia đá vào bên trong điện ở thủy phủ. Về sau lại ở phía xa phóng thích ra thần dương pháp lực thẩm thấu vào bên trong. Làm như vậy cho dù có nguy hiểm gì đó, dùng độ rắn chắc không thể phá vỡ của thủy phủ tiên thiên linh bảo thì cũng có thể ngăn cản được. Thực sự là khó thẩm thấu mà. Thuần dương pháp lực dần dần thẩm thấu vào bên trong thần văn. Kỷ Linh lập tức tiếp xúc với một cỗ uy áp bao la mờ mịt, cao cao tại thượng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy rất là cố sức. Tiếp tục, còn kém một chút nữa thôi, còn thiếu một chút nữa thôi. Rốt cục toàn bộ thần văn trên tấm bia đá đã hoàn toàn bị thuần dương pháp lực của Kỷ Linh thẩm thấu vào bên trong. Những văn tự trước kia tuy rằng Kỷ Linh cũng cố hết sức, thế nhưng cũng không có giống như thần văn này. Bởi vì những thần văn này làm cho ánh mắt của Kỷ Linh có chút ảm đạm. Tâm lực tiêu hao quá lớn, lúc này mới miễn cưỡng thẩm thấu được vào bên trong thành công. Ngay trong tích tắc khi vừa mới thẩm thấu thành công, oanh! Một cỗ lực lượng to lớn, cao ngạo, không thể tưởng tượng nổi từ trong tấm bia đá truyền ra. Thần văn bên trên tấm bia đá có kim quang chói mắt sáng lên. Cỗ lực lượng to lớn cao ngạo này cao cao tại thượng, thậm chí còn vượt qua cả thiên địa. Nó trực tiếp từ trong tấm bia đá chuyển ra bên ngoài, men theo thuần dương pháp lực mà Kỷ Linh phóng ra, lập tức hàng lâm lên trên người của Kỷ Linh. Kỷ Linh thậm chí còn có một loại cảm giác, cỗ lực lượng to lớn cao ngạo như thế này, chỉ sợ bên trong toàn bộ tam giới chỉ có nữ oa nương nương, bàn cổ thần trong truyền thuyết có thể bao phủ thiên địa thì mới có thể so sánh được. Cỗ lực lượng to lớn cao ngạo này trực tiếp bao trùm lên trên Kỷ Linh. Kỷ Linh có cảm giác như mình là một đứa trẻ không có lực phản kháng. Xoẹt! Lực lượng to lớn cao ngạo nhanh chóng thu hồi vào trong tấm bia đá. Thần văn trên bên tấm bia đá bắn ra, vô số kim quang cũng đã khôi phục lại như bình thường. Giống như là một tấm bia đá không có gì đặc biệt đang đứng ở đó vậy, mà Kỷ Linh thì đã biến mất ở trong đại điện thủy phủ. Chủ nhân! Gấu lớn lông vàng lập tức xuất hiện, trong lòng lo lắng vạn phần. Hắn chỉ biết là Kỷ Linh đang nghiên cứu tấm bia đá kia Về phần rốt cuộc tấm bia đá này có ảo diệu gì thì hắn cũng không hiểu, chỉ là cảm giác được chủ nhân biến mất cho nên hắn mới có chút luống cuống. Ta không sao. Thanh âm của Kỷ Linh vang lên trong lòng gấu lớn lông vàng. Sau khi hoàn toàn luyện hóa thủy phủ, Kỷ Linh cũng coi như chính thức thu phục gấu lớn lông vàng. Đây là một khoảng không gian hỗn độn mông lung, bất quá cũng chỉ dài rộng chừng mấy trăm trượng mà thôi. Kỷ Linh đột nhiên xuất hiện ở trong không gian này. Đây là đâu vậy? Kỷ Linh vô cùng nghi hoặc, đồng thời hắn cũng đã cảm ứng được gấu lớn lông vàng ở bên ngoài, cho nên lúc này hắn mới mở miệng an ủi gấu lớn lông vàng. Đó là... Kỷ Linh đã nhìn thấy cách đó không xa có hai thân ảnh hình người bay tới. Khí tức của mỗi người đều rất cường đại, da rẻ của bọn hắn ngăm đen, cao chừng hơn một trượng. Bọn hắn bay tới khiến cho Kỷ Linh lập tức phải đề phòng. Sau khi hai thân ảnh hình người này bay tới trước mặt hắn, lại đồng thời quỳ sát xuống, đầu cúi rạp xuống đất cung kính nói: Bái kiến khán thủ giá. Kỷ Linh nhìn hai người đang cúi rạp đầu xuống đất quỳ sát ở trước mắt, trong lòng có chút căng thẳng. Xem ra ta đánh bậy đánh bạ đã được bọn họ coi là khán thủ giá. Hiện tại ta phải cẩn thận hơn một chút, tốt nhất phải biết rõ khán thủ giả là cái gì. Chỉ là ngàn vạn lần không nên để đối phương nhìn thấu, rơi vào trong nguy cơ. Cỗ lực lượng to lớn cao ngạo trước đó kéo hắn vào bên trong. Kỷ Linh rất rõ ràng bản thân hắn đã ở trước mặt tấm bia đá này vẫn vô cùng nhỏ yếu. Xem ra bọn họ rất tôn kính đối với ta, địa vị sẽ thấp hơn ta rất nhiều. Kỷ Linh nghĩ ngợi một lát rồi lập tức mở miệng nói: Hai người các ngươi hãy xưng tên ra. Tiểu nhân gọi là Đông Khúc. Hán tử hình thể hơi cao kia lập tức cung kính nói, thanh âm của hắn nặng nề, có chút chất phác. Còn tiểu nhân gọi là Tây Bức. Hán tử hơi béo kia cũng vội vàng nói: Hai chúng ta đã chờ đợi khán thủ giá đại nhân trọn vẹn 3 hỗn độn kỷ nguyên rồi. Hai huynh đệ chúng ta từ khi được luyện chế sinh ra đời đã ở trong thập thất thế giới lao ngục này, vẫn luôn cần cù chăm chỉ mà vẫn chưa gặp được khán thủ giả đại nhân. Khi đó hai chúng ta hoảng hốt bất an vô cùng, sợ rằng thế giới lao ngục này đã xảy ra biến cố gì đó. Trong lòng Kỷ Linh khẽ động. 3 hỗn độn kỷ nguyên ư? Hỗn độn kỷ nguyên này hẳn là đơn vị của thời gian, nghe qua có lẽ là đại biểu cho số lượng thời gian rất dài. Bị luyện chế mà sinh ra đời ư? Chẳng lẽ bọn họ không phải là sinh mạng hay sao? Còn thập thất thế giới lao ngục ư? Lao ngục, khán thủ giả như ta chẳng lẽ là người chuyên môn trông coi lao ngục này hay sao? Vậy thế giới lao ngục này có thể xảy ra biến cố gì cơ chứ? Kỷ Linh lên tiếng hỏi. Hắn muốn hỏi thêm được nhiều tin tức hơn nữa, chưa bao giờ hắn có cảm giác bức thiết muốn biết được nhiều thứ như vậy. Nhờ phúc khí của đại nhân, 3 hỗn độn kỷ nguyên này một mực không xảy ra biến cố gì cả. Những tù phạm bị giam giữ ở bên trong muốn làm loạn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tên lính cai ngục tên là Tây Bức lập tức nói: Ta cũng biết đại nhân bận rộn mọi chuyện, cho nên bình thường tất cả việc vặt lớn nhỏ ở trong thế giới lao ngục đều giao cho hai huynh đệ chúng ta làm việc. Nếu như thực sự có biến cố gì thì chúng ta sẽ lập tức thông báo cho đại nhân. Đại nhân chỉ cần bẩm báo lên trên cho quốc chủ là được. Bình thường đại nhân có thể du ngoạn ở bên trong thế giới lao ngục, cũng có thể dốc lòng tu luyện. Nếu như có chuyện gì thì cứ việc phân phó cho hai chúng ta. Ồ, bẩm báo lên quốc chủ sao? Kỷ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Quốc ư? Cái gì gọi là quốc đây? Chẳng lẽ tấm bia đá này chính là thứ thuộc về một quốc gia hay sao? Được rồi, lập tức nói cho ta nghe tất cả việc vặt lớn nhỏ ở trong thế giới lao ngục, trong 3 hỗn độn kỷ nguyên này cho ta. Kỷ Linh lên tiếng nói. Tên lính cai ngục cao lớn gọi là Đông Khúc nhìn Kỷ Linh thầm nghĩ: Tất cả việc vặt lớn nhỏ trong hỗn độn kỷ nguyên ư? Phải nói đến bao giờ đây? Hắn cũng quá nhàm chán rồi. Tên lính cai ngục béo tên là Tây Bức lại vô cùng hưng phấn nói: Đại nhân cứ nghe ta nói. Bắt đầu nói từ khán thủ giá đại nhân tiền nhiệm đi. Đó là... Thôi, nói một ít chuyện chủ yếu của khán thủ giả đại nhân tiền nhiệm mà thôi. Chủ yếu là nói về 3 hỗn độn kỷ nguyên sau này. Kỷ Linh đang lo mình thiếu hiểu biết, cũng sợ thân phận bại lộ, xuất hiện nguy hiểm, cho nên hắn mới rất cẩn thận khi nói chuyện, không muốn bị hai tên lính cai ngục này nhìn ra sơ hở. Mặc dù đối phương vẫn vô cùng cung kính, thế nhưng Kỷ Linh lại có thể cảm nhận được. Sau khi thuần dương pháp lực của hắn thẩm thấu vào trong thần văn, từ đó đối với không gian hỗn độn này hắn cũng có một loại cảm giác mơ hồ, dường như có thể khống chế được nó. Thậm chí hắn còn có thể đơn giản rời khỏi không gian hỗn độn này. Chỉ là hắn đối với hai tên lính cai ngục này lại không có năng lực khống chế. Hiển nhiên hai tên lính cai ngục này hẳn là thứ do một quốc gia thần bí luyện chế ra. hẳn là nghe theo pháp lệnh của quốc gia kia. Cho nên một khi phát hiện ra hắn là địch nhân, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức công kích mình. Ồ, khán thủ giả đại nhân tiền nhiệm lúc đã chuyện phiếm với chúng ta cũng đã nói tới một chút. Đương nhiên cũng có khả năng khán thủ giả đại nhân tiền nhiệm đã nói khoác cũng không biết chừng. Tóm lại chính miệng hắn đã nói, hắn là con của một vị tổ thần, chỉ là bởi vì gây họa cho nên mới bị trừng phạt, phải đi làm khán thủ giả một hỗn độn kỷ nguyên. Tây Bức ở bên cạnh bình luận. Có phải là nói khoác hay không cũng rất khó nói. Dùng kinh nghiệm của ta và Tây Bức, hắn ta cũng không cần phải nói láo. Người bình thường bị phái tới làm khán thủ giả đều là hạch tâm của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc gia ta. Dù sao cho dù là xem như trừng phạt, ngây ngốc ở trong không gian vô cùng tịch mịch này một hỗn độn kỷ nguyên, thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể học được 7 đại pháp môn đạt tới trình độ cao nhất. Hơn nữa ngay cả hỗn độn linh dịch mà thập thất thế giới lao ngục chúng ta có được từ trong hỗn độn cũng được trích ra một bình để hưởng dụng. Như vậy cũng đã là chỗ tốt rất lớn rồi. Đám thần tiên bình thường cho dù có đồng ý chịu đựng một kỷ nguyên để học 7 đại pháp môn, có được một bình hỗn độn linh dịch cũng không có tư cách đâu. Hỗn độn linh dịch ư? Hai mắt Kỷ Linh lập tức sáng ngời. Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất nhập môn thì rất dễ dàng, tầng thứ hai thì lại khó hơn gấp ngàn vạn lần, bởi vì có thể hóa thành 18 cái phân thân, mà thực lực của mỗi phân thân lại giống như bản tôn, cả thực lực và thần hồn đều giống nhau như đúc. Cần phải biết thần lực, pháp lực muốn tu luyện thì rất dễ dàng, thế nhưng thần hồn muốn biến thành 18 cái thần hồn giống nhau như đúc, nếu như là thần hồn cường đại cũng vô cùng khó khăn, cần phải mượn một ít bảo vật ở bên ngoài thì mới có thể tu luyện được. Thế nhưng hỗn độn linh dịch lại chân quý vô cùng, chỉ cần hỗn độn linh dịch thì đã có thể tu luyện thành tầng thứ hai Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma. Đúng vậy, là hỗn độn linh dịch. Tên lính cai ngục Tây Bức lập tức nói. Một bình hỗn độn linh dịch à? Dựa theo nhiều đời khán thủ giả đại nhân tu luyện mà xem ra, một lọ cũng đủ để luyện thành tầng thứ hai của Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma, một trong 7 đại pháp môn ở bên ngoài. Hỗn độn linh dịch đang ở đâu? Kỷ Linh mở miệng hỏi thăm. Hỗn độn linh dịch lần trước đều bị khán thủ giả đại nhân tiền nhiệm mang đi, mang về cống hiến cho quốc chủ rồi. Chỉ có điều trong 3 hỗn độn kỷ nguyên này, thập thất thế giới lao ngục chúng ta không ngừng rèn luyện từ trong hỗn độn, cũng đã tích xúc ra được không ít. Hai huynh đệ chúng ta luôn thu thập lại. Với lại 3 hỗn độn kỷ nguyên này đều không phải cống hiến, cho nên hiện nay cũng đã có tới 18 bình rồi. Bình thứ 19 vẫn còn chưa đầy, vẫn còn đang chậm rãi thu thập tiếp đây. Tây Bức lập tức nói. Được rồi, mau đưa cho ta. Kỷ Linh phân phó. Tên lính canh ngục béo gọi là Tây Bức khẽ giật mình. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn vung tay lên một cái. Xoẹt xoẹt. Lập tức ở trên không trung xuất hiện 18 cái bình màu đen đang lơ lửng. Mặt ngoài của những cái bình này rất là cổ xưa, còn mang theo một ít thần văn, thoạt nhìn cũng đã biết không phải là phàm vật. Đại nhân, Tây Bức nói, đại nhân ít nhất cũng phải ở đây một hỗn độn kỷ nguyên, cho nên đại nhân chỉ có thể dùng một bình. Chỉ là đại nhân ngàn vạn lần đừng có dùng nhiều hơn. Bên quốc chủ rất rõ ràng chúng ta có thể thu thập được bao nhiêu, cho nên nếu như đại nhân dùng nhiều hơn chỉ sợ sẽ rất phiền toái đấy. Hỗn độn linh dịch này chân quý dị thường, bình thường đều đợi tới lúc các đại nhân mãn kỳ hạn sắp rời đi thì chúng ta mới đưa cho đại nhân. Yên tâm đi, ta sẽ không tự đi tìm đường chết đâu. Kỷ Linh cười vung tay lên, lập tức thu hồi 18 bình ngọc này. Tây Bức cười nói. Đúng vậy, đại nhân thân phận tôn quý, tự mình sẽ không làm điều sằng bậy đâu. Mà thập thất thế giới lao ngục còn có những bảo bối khác hay không? Hai mắt Kỷ Linh tỏa sáng, ra vẻ hám lợi. Không có. Tên lính cai ngục béo gọi là Tây Bức lắc đầu nói. Hắn cũng đã từng hầu hạ qua rất nhiều người đảm nhiệm chức vụ khán thủ giả. Hắn rất rõ ràng những người khán thủ giả này đều có địa vị đặc thù, đều là hạch tâm ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc gia. Vì vậy những người này mới có thể tới loại nơi mấu chốt như vậy. Nói là trừng phạt, thế nhưng cũng là có chỗ tốt. Có được hỗn độn linh dịch mà lòng tham còn không đủ, muốn chỗ tốt khác ư? Cũng là chuyện quá thông thường. Quả thực không có, dù sao đây cũng là một thế giới lao ngục, là nơi giam giữ rất nhiều tù phạm. Tên lính cai ngục béo nói. Nếu như đại nhân có thủ đoạn thì có thể từ chỗ tù phạm đạt được chỗ tốt lớn hơn. Như vậy chỉ có thể nói đại nhân lợi hại mà thôi. Thế nhưng những tù phạm kia mỗi người đều tràn ngập hận ý, mà lại có rất nhiều người có thực lực ngập trời. Chỉ sợ chẳng những sẽ không cho đại nhân chỗ tốt, mà lại còn giết chết đại nhân người đấy nha. Nếu như đại nhân muốn tiếp xúc với tù phạm thì vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện thành công Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma đi. Một khi có 18 phân thân, ít nhất cũng không có nguy hiểm mất mạng, tử vong. Đúng vậy. Kỷ Linh gật đầu. Tù phạm ư? Người nói tiếp xem, nói một ít chuyện về khán thủ giá cùng với việc vặt lớn nhỏ ở trong ba hỗn độn kỷ nguyên này cho ta nghe đi. Ta cũng đang rảnh rỗi nhàm chán. Ai, một hỗn độn kỷ nguyên á, quá dài. Kỷ Linh ra vẻ cảm khái. Đại nhân, hãy nghe ta nói. Tên lính cai ngục béo gọi là Tây Bức vô cùng hưng phấn. Hắn là người rất thích nói, thế nhưng Đông Khúc ở bên cạnh hắn lại ra vẻ bí ẩn, làm cho người ta phát bực, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Thậm chí bình thường hắn còn nói nhỏ với các tù phạm, khiến cho rất nhiều tù phạm đều muốn giết hắn. Cũng may hắn đều ngồi nói ở bên ngoài cấm chế, cho dù tù phạm có tức giận thì cũng không làm tổn thương được tới hắn. Hơn phân nửa tù phạm của thập thất thế giới lao ngục này đều hận tên lính canh ngục béo này. Khán thủ giả đại nhân tiền nhiệm có tinh tình bất thường, ta nghĩ hắn thực sự đã bị tổ thần làm hư rồi. Khi hắn vừa tới, tên lính canh ngục béo gọi là Tây Bức kia bắt đầu nói không ngừng. Kỷ Linh thì nở nụ cười nghe ngóng, bộ dáng rất là nhàn nhã. Rảnh rỗi ư? Hắn cũng không rảnh rỗi một chút nào. Thế nhưng hắn lại biết rõ mình đạt được tấm bia đá này đã là vận khí lớn, là đại cơ duyên, là đại kỳ ngộ. Càng tới những lúc như thế này lại càng phải cẩn thận tỉ mỉ, không nên lấy giỏ trúc múc nước, khiến cho tất cả mọi thứ trở thành công giá tràng. Nghe được một lát, Kỷ Linh cũng càng hiểu rõ thêm. Bên trong tấm bia đá này quả thực có mở một chỗ đại thế giới rộng lớn, nghe nói rất là rộng lớn. Bên trong này có giam giữ rất nhiều tù phạm của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc. Cửu Phương Hỗn Độn Quốc là một quốc gia phi thường cường đại. Ở bên trong quốc gia này, người cường đại nhất chính là Cửu Phương quốc chủ, là một người rất là tài giỏi, thực lực ngập trời. Tấm bia đá bên trong mở ra thế giới này chính là do Cửu Phương quốc chủ luyện chế ra. Tổng cộng hắn đã luyện chế ra 36 khối. 36 khối bia đá lao ngục tạo thành cửu trọng tỏa thiên trận tự nhiên, uy năng kinh thiên động địa, địch nhân khó có thể thẩm thấu vào bên trong, chỉ có người một nhà thì mới có thể tiến vào bên trong được. Ở trên 36 tấm bia đá, mỗi một khối đều có 7 đại pháp môn, tổng cộng có trọn vẹn 252 loại pháp môn. Những pháp môn này đều là Cửu Phương quốc chủ lưu lại, mặc dù không phải là tuyệt học tung hoành vô địch của Cửu Phương quốc chủ, thế nhưng cũng là tuyệt học số 1 số 2 trong tay quốc chủ. Mỗi một vị khán thủ giả đều có thể học được 7 đại pháp môn trên tấm bia đá của mình, thế nhưng pháp môn trên mặt tấm bia đá khác lại không có tư cách để học. Ồ, Cửu Phương Hỗn Độn Quốc ư? Nghe qua hẳn là quốc gia nào đó bên trong hỗn độn rồi. Kỷ Linh âm thầm nói thầm. Bên trong hỗn độn quả nhiên thần kỳ vô cùng. Trước đó cũng có không ít dị tộc hỗn độn xâm nhập vào trong tam giới chúng ta. Hỗn độn thực sự quá rộng lớn, lại vô biên vô hạn, thậm chí còn có thể tự mình thai ngén ra rất nhiều chân thần đạo tổ, thậm chí còn có thể thai ngén ra tồn tại như bàn cổ kia. Có được Cửu Phương Hỗn Độn Quốc như vậy cũng coi như là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều tên lính cai ngục này nói 36 tấm bia đá tạo thành cửu trọng tòa thiên đại trận lại quá nực cười. Tấm bia đá này từ lúc thượng cổ đã rơi vào trong tay Thiếu Viêm Xỉu, hiện tại lại rơi vào trong tay của ta. Thời gian dài như vậy mà tấm bia đá này vẫn chỉ tồn tại một mình, chỉ sợ cái cửu trọng tòa thiên trận kia đã sớm bị phá rồi, mà những tấm bia đá kia cũng đã sớm phân tán ra khắp nơi. Cũng không biết tấm bia đá này trải qua những chuyện gì, không ngờ lại lưu lạc vào trong tam giới. Mặc dù Kỷ Linh kinh hỉ, thế nhưng lại rất sáng suốt. Tam giới và dị tộc hỗn độn từng giao thủ nhiều lần, tồn tại như La Hầu, thậm chí còn mạnh hơn như vạn vật chi chủ cũng đều bị chém giết. Chỉ sợ phía tam giới đã sớm nhận được một ít bảo vật, thậm chí là tuyệt học của dị tộc ở bên trong hỗn độn. Bản thân hắn chỉ lấy được một phần trong đó mà thôi, dường như phần của hắn khá là lợi hại. Kỷ Linh nhàn nhã thảnh thơi nghe người này nói, lúc lại nghe người kia nói, rồi lại cười. Được rồi, ngừng đi. Sau khi nghe xong trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn cũng đang nghe được không sai biệt lắm. Hai người các ngươi đi tuần tra ở trong thế giới lao ngục đi. Kỷ Linh phân phó một tiếng. Vâng. Hai tên lính canh cung kính đáp, lập tức dọc theo phương hướng lúc đến bay đi ra ngoài. Phía xa xa có cánh cửa không gian mờ mịt, hai người bọn họ vừa mới tiến vào trong đã rời khỏi phạm vi cảm ứng của Kỷ Linh. Lúc này trong không gian chỉ còn lại một mình Kỷ Linh. Kỷ Linh khoanh chân ngồi xuống, phía dưới là tận cùng của một không gian hỗn độn, tuy rằng là vô hình, thế nhưng lại nâng Kỷ Linh lên. Hỗn độn linh dịch ư? Trích từ trong hỗn độn ra sao? Từ đó đến giờ ở trong tam giới căn bản ta chưa từng nghe nói qua. Kỷ Linh lật tay một cái, một cái bình màu đen xuất hiện ở trong tay. Một bình hỗn độn linh dịch cũng đủ để luyện thành tầng thứ hai của Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma sao? Bất quá nghe qua, trình độ chân quý của hỗn độn linh dịch này cực kỳ khủng khiếp. Ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc gia, ít nhất cũng phải đạt tới cấp độ tổ thần, tổ tiên thì mới có thể hưởng dụng đạt được. Những người khác phải là địa vị rất cao, rất đặc thù thì mới có thể ngẫu nhiên được ban thưởng cho một chút. Tổ tiên là cách phân chia thực lực của bên Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, căn cứ vào suy đoán của Kỷ Linh hẳn tương đương với đạo tổ. Ngôn ngữ của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc kia giống với ngôn ngữ của nhân tộc ở trong tam giới, cả đám văn tự cũng có thể đối chiếu với nhau, ngay cả cách phát âm cũng rất vần. Trước đó, lúc đạt được 7 đại pháp môn, tin tức dũng mãnh tiến vào trong đầu vang vọng thanh âm đại đạo chi. Khi đó Kỷ Linh cũng đã học xong một ngôn ngữ này một cách đơn giản. Kỳ thực hoàn toàn có thể coi là tính địa phương của một chủng tộc nào đó trong nhân tộc của tam giới. Người có thể đảm nhiệm chức vụ khán thủ giá đều là người có địa vị tôn quý ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cả, bị trừng phạt một hỗn độn kỷ nguyên thì mới có thể đạt được một bình. Hiện tại Kỷ Linh đã biết rõ một hỗn độn kỷ nguyên là thời gian dài dằng dặc thế nào rồi. Tây Bức lắm mồm kia nói 3 ngày 3 đêm, nói tới quá nhiều tin tức cũng khiến cho Kỷ Linh có thể từ đó suy đoán ra được rất nhiều thứ. Hỗn độn kỷ nguyên là chỉ sau khi hỗn độn thế giới tự sinh ra đời, về sau lại trải qua vô số năm tháng dài dằng dặc, hỗn độn thế giới sẽ dần dần già đi cho đến cuối cùng sẽ tự nhiên bị tiêu diệt. Mà thời gian dài dằng dặc này cũng chính là một hỗn độn kỷ nguyên. Đương nhiên cũng có một ít hỗn độn thế giới đang lúc phồn vinh thì lọt vào một ít tồn tại bên ngoài tập kích, từ đó cũng có thể làm cho hỗn độn thế giới này sụp đổ. Như bản cổ thế giới vậy, chính thứ mà hỗn độn thế giới va chạm với vô gian hỗn độn thế giới, lại trải qua lần đại chiến ngập trời kia, cho nên mới khiến cho nó và vô gian hỗn độn thế giới sụp đổ, cuối cùng mới tạo thành tam giới như hiện tại. Thập thất thế giới lao ngục ư? Kỷ Linh nhìn cánh cửa không gian xa xa một chút. Hắn đã biết rõ đi ra khỏi cánh cửa không gian chính là thập thất thế giới lao ngục rộng lớn. Đây là một trong 36 thế giới lao ngục mà Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cổ xưa giam giữ tù phạm. Hỗn độn linh dịch cực kỳ chân quý, cực kỳ hãn hữu, trong tam giới có hay không cũng khó mà nói được, chỉ là chân bảo như thế nhất định không thể làm sằng làm bậy được. Kỷ Linh suy tư một chút, về phần tên lính cai ngục kia nói chỉ có thể dùng một lọ, Kỷ Linh cũng không quản Cửu Phương Hỗn Độn Quốc kia. Hắn không biết quốc gia này ở trong xó xỉnh nào của hỗn độn, thậm chí còn có khả năng đã sớm bị diệt cũng chưa biết chừng. Huống chi bản thân hắn vốn chính là giả mạo, 18 bình đương nhiên tất cả đều trở thành của hắn rồi. Dựa theo lời tên lính cai ngục kia nói, sau khi lịch đại khán thủ giá đạt được một bình hỗn độn linh dịch thì đều chọn tu luyện thành thứ hai của Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma. Kỷ Linh gật đầu nói, những khán thủ giả kia đều là đệ tử hạch tâm của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cả. Có lẽ bọn hắn hiểu rõ trình độ chân quý của hỗn độn linh dịch này, bọn hắn lựa chọn như vậy, loại cách làm này có lẽ cũng không coi là lãng phí. Cứ làm như vậy đi, trước tiên tu luyện Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma. Chủ yếu là đối với hỗn độn linh dịch này, Kỷ Linh hiểu biết quá ít. Hỗn độn linh dịch là thứ mà thế giới lao ngục rộng lớn này tạo ra tại một đại trận vô cùng phức tạp, lại từ trong hỗn độn không ngừng trích ra. Một hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc như thế nào đây, thế nhưng cũng chỉ trích ra được có 6 bình. Hơn nữa, loại đại trận cổ xưa phức tạp này chỉ sợ trong toàn bộ tam giới cũng không nhất định có người hiểu rõ. Hơn nữa, lại là mượn toàn bộ thế giới lao ngục rộng lớn này để trích ra linh dịch. Chỉ cần nói tới trình độ to lớn của thế giới lao ngục, chỉ sợ ở trong tam giới cũng chỉ có Nữ Oa, đại thế giới do Nữ Oa nương nương mở ra thì mới có thể so sánh được với nó. Từ nhiều mặt kết hợp lại, hắn cũng có thể đoán ra được muốn có được hỗn độn linh dịch là chuyện khó khăn tới bậc nào. Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, tất cả hỗn độn linh dịch đều là của Cửu Phương quốc chủ, ngẫu nhiên Cửu Phương quốc chủ cũng ban cho một ít xuống bên dưới. Hỗn độn linh dịch này dùng một bình thì sẽ ít đi một bình, đương nhiên sẽ phải chú ý. Nói không chừng tương lai sẽ phát hiện ra được kỳ diệu của hỗn độn linh dịch. Đương nhiên, uy lực tầng thứ hai của Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma rất là kinh người, mà Kỷ Linh cũng cực kỳ khát vọng, cho nên lúc này cũng lập tức bắt đầu tu luyện. Không gian hỗn độn mờ mịt này cũng chỉ rộng mấy trăm trượng mà thôi. Tuy rằng không gian hỗn độn này nhỏ, thế nhưng lại huyền diệu phi thường. Kỷ Linh quan sát bốn phía rồi thầm nói, trước đó ta ở bên ngoài, thậm chí ngay cả thần lực thẩm thấu vào bên trong tấm bia đá cũng không có phát hiện ra được. Bên trong tấm bia đá này lại có hỗn độn không gian, lại có thêm một thế giới lao ngục. Cũng may sau khi thẩm thấu thần văn, thì ta mới bị hút vào bên trong. Hơn nữa còn có chuyện quỷ dị chính là dường như nơi này không chịu dưới quản hạt của thiên đạo. Thực lực hiện tại của Kỷ Linh không tồi, cũng có thể mơ hồ cảm giác được thiên đạo của tam giới vận chuyển. Nếu như muốn vượt qua quản hạt tam giới, như vậy tới không gian hư vô vô tận thì cũng có thể làm được. Tuy rằng chỗ đó vẫn như trước, vẫn có hỗn độn thiên đạo, đồng thời hỗn độn thiên đạo ở chỗ đó và hỗn độn thiên đạo ở bên trong tam giới. Tuy rằng quy tắc giống nhau, thế nhưng lại thuộc về khu vực khác nhau, là hỗn độn thiên đạo tồn tại ở trong hỗn độn vô tận. Như ở trong tấm bia đá này cũng có hỗn độn thiên đạo tồn tại. Chỉ là thiên đạo của tam giới vận chuyển lại không thể quản được những thứ ở bên ngoài tam giới, cũng không quản được những thứ ở bên trong tấm bia đá này. Tấm bia đá này rõ ràng đang ở ngay trong thủy phủ của ta, thế nhưng tam giới lại không quản được nó. Xem ra đại năng giả luyện chế ra tấm bia đá này cũng đã bao trùm lên thiên đạo rồi. Kỷ Linh cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Vèo, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh lá, bên trong chính là một ít thuần dương tiên đan. Tầng thứ nhất của đảo Ngô Thập Bát Thần Ma rất là dễ dàng luyện thành, chỉ cần hao phí một ít thuần dương tiên đan là được rồi. Kỷ Linh mở lắp bình ngọc màu xanh lá ra, ném tới một bên, sau đó bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của Kỷ Linh bắt đầu ngưng tụ ra một mảnh sợi tơ màu vàng dài hẹp giao thoa lẫn nhau, dần dần ngưng tụ ra một đám thần văn màu vàng. Nương theo thời gian trôi qua, phù văn màu vàng bên ngoài thân thể Kỷ Linh càng ngày càng nhiều. Đảo mắt một cái, dường như Kỷ Linh đã khoác lên trên người một tầng áo cà sa màu vàng, bên trên phù văn màu vàng phát ra khí tức huyền diệu. Ong ong, một lượng lớn phù văn màu vàng bắt đầu sắp đặt kết hợp với nhau, về sau lại hóa thành một đám phù văn màu vàng bắt đầu lưu động di chuyển, khiến cho những phù văn màu vàng này bắt đầu dung hợp với nhau. Một cỗ chấn động khó hiểu lập tức phát ra. Oanh! Theo phù văn lưu động, đám phù văn màu vàng lưu chuyển này rốt cục cũng đã dung hợp, biến thành một khỏa thần văn cực lớn. Khỏa thần văn cực lớn này hoàn toàn bao phủ lấy Kỷ Linh. Vèo một cái đã trực tiếp xâm nhập vào bên trong thần thể của Kỷ Linh. Kỳ tích bắt đầu dần dần xuất hiện. Sao? Chân linh của ta... Kỷ Linh có một loại cảm giác như đang uống say, mơ mơ màng màng. Thế nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được như cũ, chân linh của mình đang dần dần phân thành một phần, hai phần, ba phần. Thần hồn của hắn cũng bắt đầu phân liệt ra. Cảm giác được lực lượng của bản thân thiếu thốn, Kỷ Linh lập tức phục dụng một ít thuần dương tiên đan. Trong lúc cù mê cũng không biết thời gian đã trải qua bao lâu. Xoẹt! Kỷ Linh ở bên trong không gian hỗn độn bỗng nhiên phân ra 17 đạo kim quang. 17 đạo kim quang phân biệt biến thành một thiếu niên mặc y phục màu trắng, 18 thiếu niên mặc áo bào màu trắng đều khoanh chân ngồi xuống. Khí tức hoàn toàn giống nhau, thực lực cũng hoàn toàn giống nhau. Không ngờ lại thành công rồi, tồn tại độc lập với nhau, mỗi một cái đều có chân linh, thần hồn nguyên vẹn. Ngay cả thuần dương kim đan ở trong cơ thể cũng đều có cả. Kỷ Linh kinh hỉ vạn phần, 18 phân thân, trí nhớ của mỗi phân thân đều tương thông với nhau, vẫn thuộc về cùng một người. Chỉ là cho dù có chết một phân thân, đối với 17 phân thân khác cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, hắn cũng có thể mượn đảo Ngô Thập Bát Thần Ma đem mấy phân thân đã tổn thất tu luyện trở lại lần nữa. Chỉ là nếu như muốn tu luyện lại một lần nữa, cũng sẽ tương đương với một lần nữa phân ra thần hồn và thuần dương kim đan. Đây là một cái giá rất lớn. Lần này Kỷ Linh tu luyện thành tầng thứ nhất, cái giá này cũng rất nhỏ, bởi vì trên thực tế hắn là bản tôn Kỷ Linh, từ 1 hóa thành 18. Dưới thực lực như vậy mới có thể phân thành 18 phân thân, hoàn toàn giống nhau, ngay cả thần văn cũng giống nhau. 18 Kỷ Linh đồng thời nhìn bàn tay của mình, trong tay đều hiện lên thần văn. Kỳ thực thiên thần bình thường phân ra phân thân, thực lực cũng chỉ hơi hạ thấp một chút mà thôi. Các loại thần văn, thần thông thủ đoạn vẫn như cũ, chỉ là phân thân như vậy lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là thần hồn không phải là độc lập. Một khi phân thân chết nhiều thì sẽ làm cho thần hồn thiếu thốn, sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng bây giờ Kỷ Linh lại không phải chịu nguy hiểm này, chỉ là thực lực lại giảm xuống. Tu luyện tầng thứ hai thôi. Kỷ Linh không hề do dự, lại lấy ra một bình hỗn độn linh dịch. Chỉ thấy 18 thiếu niên mặc áo bào trắng đều khoanh chân ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn cực lớn. Hỗn độn linh dịch thì ở trung tâm của vòng tròn. Tí tách, tí tách. Chỉ thấy có một chất lỏng như là giọt nước từ trong chiếc bình màu đen bay ra. Giọt chất lỏng này nhìn như trong suốt, thế nhưng bên trong lại mơ hồ ẩn chứa cả một thế giới. Bên trong còn có những cái bong bóng khí sinh ra đời, khi thì lại tan vỡ. Ở bên trong những bong bóng kia, các tiểu thế giới cũng khi thì sinh ra đời, khi thì lại tan vỡ. uy năng mang theo sinh cơ không thể tưởng tượng nổi từ trong giọt nước này tản mát ra bên ngoài. Nếu chỉ luận về độ hùng hồn của năng lượng mà nói, có lẽ chỉ có một khỏa Đại La Kim Đan mới có thể so sánh được với nó. Thế nhưng mà hỗn độn linh dịch này lại giống như có thể ẩn chứa tất cả, bất kể là chân linh, thần hồn, tâm lực, pháp lực, thần lực, tất cả các loại lực lượng giống như đều chất chứa ở bên trong hỗn độn linh dịch này vậy. Hỗn độn mới có thể mở ra thế giới, mới có thể sinh ra đời vạn vật. Hỗn độn linh dịch là tinh hoa trích từ trong hỗn độn, huyền diệu dị thường, cũng vô cùng chân quý. Ừng ực. Từng giọt hỗn độn linh dịch bay ra, phân biệt bay đi về phía 18 thiếu niên mặc áo bào trắng. Lúc hỗn độn linh dịch tiến vào trong cơ thể của Kỷ Linh cũng cảm giác được cảm giác lạnh như băng trước nay chưa từng có. Đây là cảm giác ngay cả thần hồn cũng lạnh như băng. Thế nhưng dưới loại cảm giác lạnh như băng này cũng rất là thoải mái. Bản thân hắn tỉnh táo hơn trước rất nhiều, gân cốt cơ bắp toàn thân kể cả hồn phách tỉnh táo sảng khoái trước nay chưa từng có, giống như toàn bộ đã được cọ rửa lại một lần vậy. Kỷ Linh tự nhiên thi triển ra pháp môn Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma, lại dẫn dắt đến hỗn độn linh dịch, thần hồn, thuần dương kim đan, tất cả lập tức giống như một cái cây non bắt đầu nhanh chóng mà lớn lên. Ngay cả thần lực ở bên trong cơ thể của Kỷ Linh cũng đang nhanh chóng phát triển. Chỉ thấy khí từ 18 thiếu niên mặc áo đạo bào màu trắng đang khoanh chân ngồi đều nhanh chóng trở nên cường đại. Kỳ thực pháp môn này rất là cường đại, nhập môn dễ dàng nhất, dù sao cũng chỉ dùng thực lực của bản tôn hạ thấp làm đại giá, tạo thành 18 phân thân. Tầng thứ hai thì lại khó khăn gấp nghìn lần vạn lần, cũng là bởi vì các loại kỳ vật rất khó tìm, cho nên muốn làm cho thần hồn, tâm lực đều nhanh chóng tăng lên, chuyện này quá khó khăn. Tầng thứ ba chẳng những có yêu cầu đối với kỳ vật mà đồng thời còn cần phải có ngộ tính, càng thêm thời gian gian nan vô cùng. Chỉ khi nào luyện thành thì 18 phân thân mới lại có thể lần nữa dung hợp và làm một, thực lực sẽ tăng lên tới trình độ rất là kinh người. Kỳ thực người có được pháp môn này ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cũng có rất nhiều, thế nhưng ngoại trừ Cửu Phương quốc chủ ra, không có người thứ hai tu luyện được thành thứ ba. Trong không gian hỗn độn yên tĩnh mà im mắng, nắp bình hỗn độn linh dịch đã sớm được mở ra, bên dưới đáy của cái bình màu đen chỉ còn sót lại một chút hỗn độn linh dịch. Thành công rồi. 18 tên thiếu niên mặc áo bào màu trắng đồng thời mở mắt ra. Giờ phút này rốt cuộc ta cũng đã có vốn liếng để giao phong với vô gian môn rồi. Rốt cuộc Kỷ Linh cũng đã có cảm giác được áp lực đáng sợ mà vô gian môn mang đến giảm đi một chút. Rốt cuộc hắn cũng đã chân chính có hy vọng cứu sư tỷ trở về. Nếu luận giá trị của Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma, thứ này tương đương với 6 đại pháp môn khác. Bất quá Kỷ Linh dùng một bình hỗn độn linh dịch đã tu luyện tới tầng thứ hai, đã khiến cho bản thân hắn có lột xác về chất. Vẫn còn sót lại một chút nữa. Kỷ Linh vung tay lên, cái bình màu đen bay tới trong tay hắn. Những giọt hỗn độn linh dịch còn lại trong bình hắn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Một bình có 99 giọt, lúc này còn thừa lại 22 giọt. Dựa theo lời tên lính cai ngục Tây Bức nói, lịch đại khán thủ giả đều từng dùng qua một bình. Xem ra thực lực của ta và lịch đại khán thủ giả kia còn chênh lệch hơn một ít. Thực lực càng mạnh, nếu như muốn tu luyện tầng thứ hai Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma thì lại cần số lượng hỗn độn linh dịch nhiều hơn. Bởi vì tầng thứ nhất là dùng thực lực của bản thân làm đại giá, chia ra làm 18 phân thân. Tầng thứ hai thì là tiêu hao hỗn độn linh dịch, khiến cho 18 phân thân tăng vọt đến thực lực vốn có của bản tôn. Đương nhiên, cường giả thực lực càng mạnh thì số lượng hỗn độn linh dịch cần thiết cũng sẽ càng nhiều. Như đám người Chân Thần đạo tổ vậy, ở trong thân thể của bọn họ, quả thần dương kim đan kia, thậm chí ngay cả thần hồn cũng cường đại hơn Kỷ Linh rất nhiều, cho nên tự nhiên số hỗn độn linh dịch cần thiết cũng sẽ nhiều hơn. Đây cũng là chuyện bên trong pháp môn có ghi lại rất kỹ càng. Lịch đại khán thủ giả cũng có thể thẩm thấu nguyên vẹn tấm bia đá này, sau đó mới trở thành khán thủ giả được. Kỷ Linh rất là gian nan, cố hết sức cũng đã thành công trở thành khán thủ giả, thực lực gần bằng các khán thủ giả trước đó. Cho nên hiển nhiên những khán thủ giả kia thực lực cũng không đạt tới cấp độ Chân Thần đạo tổ. Thế giới lao ngục ư? 17 phân thân còn lại vẫn ngồi như trước, đang cân nhắc 6 đại pháp môn còn lại. Còn một phân thân thì đứng dậy, trực tiếp đi về phía cánh cửa không gian. Xoẹt. Vừa vào cánh cửa không gian thì thiên địa lập tức biến ảo. Đây là một thế giới rộng lớn, một đỉnh núi cao trên vạn dặm. Ở trong hư vô có một thiếu niên mặc áo bào màu trắng đang lăng không đứng đó. Đây là thế giới lao ngục ư? Kỷ Linh dương mắt nhìn qua, Thế giới trước mắt hắn lúc này mênh mông một mảnh mờ ảo, không có trăng sao, mặt trời. Trên bầu trời có vô số thần văn giống như là rắn, rồng di chuyển vậy. Thần văn này tỏa ra quang mang màu vàng, khiến cho phiến mặt đất này luôn ở trong trạng thái mờ ảo trong vô số năm tháng. Mớ! Đứng ở trên đỉnh núi cao vạn dặm, tâm ý của Kỷ Linh khẽ động. Oanh! Tâm lực lập tức phóng thích ra bốn phương tám hướng. Ở trong này có rất nhiều nơi giam giữ, rất nhiều tù phạm. Kỷ Linh không dám phóng thích tâm thức, hắn sợ mình lọt vào tập kích. Nói một cách tương đối, nếu như là va chạm tâm lực thì sẽ an toàn hơn nhiều. Trong nháy mắt, tâm lực của hắn đã bao phủ phạm vi ít nhất cũng ngang với 3 đại thế giới đại hạ. Ồ, có một lão giả vô cùng bẩn thỉu, toàn thân dựa vào bức tường đá. Trên đùi của hắn còn có xích sắt, bên trên xích sắt tản ra chấn động huyền diệu. Chính bởi vì cái xích sắt này cho nên mới khiến cho hắn bị giam giữ ở nơi này. Thời gian cũng đã vượt qua chừng 10 hỗn độn kỷ nguyên rồi. Tâm lực ư? Xem ra đã có khán thủ giả mới đến rồi. Khán thủ giả đều là một ít tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lần này cũng có tâm lực, cũng không phải là yếu. Lão giả vô cùng bẩn thỉu này ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có quang mang màu xanh lưu chuyển. Lập tức có một cỗ tâm lực bàng bạc mà cường đại chấn động, bao phủ khu vực ngàn dặm chung quanh. Tâm lực Kỷ Linh xâm nhập vào nơi này, lập tức bị cỗ tâm lực này bao phủ lấy. Tiểu gia hỏa này quả thực không biết tự lượng sức mình. Khán thủ giả Kiều Phương lão tặc phái ra càng ngày càng tùy ý rồi. Chẳng lẽ hắn không khuyên bảo những tiểu tử này hay sao? Bất quá, tâm lực so với những khán thủ giả tiền nhiệm còn mạnh hơn rất nhiều. Lão giả này thầm nói, hai mí mắt sụp xuống. Phạm vi ngàn dặm chung quanh lập tức tối sầm lại, không gian chung quanh cũng lập tức rung động lắc lư. Kỷ Linh ở trên đỉnh núi sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói: "Cắt." Bộ phận tâm lực được phóng ra bị Kỷ Linh cưỡng ép bỏ qua, giống như là mũi tên bắn đi vậy, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với hắn. Thật là đáng sợ, chuyện này. Sau khi Kỷ Linh chặt đứt liên hệ mới thở dài một hơi, trong lòng thầm sợ hãi. Khu vực mà tâm lực của ta bao phủ chỉ sợ là một bộ phận cực kỳ nhỏ của thế giới lao ngục này thôi. Thế nhưng người đáng sợ nhất trong đó chính là lão giả kia cùng với đầu chó hoang kia. Kỷ Linh thầm nuốt nước bọt. Lão giả kia hẳn là cấp độ đạo tổ, còn đầu chó hoang kia hẳn là cấp độ tổ thần. Lão giả kia dùng tâm lực chấn động có lẽ cũng chỉ là tầng thứ tư. Thế nhưng kỹ xảo vận dụng tâm lực của hắn so với ta còn mạnh hơn rất nhiều. Không ngờ lại có thể thoáng cái dẫn ta tiến vào ảo cảnh. May mà ta và hắn đều có cảnh giới tâm lực tầng thứ tư, cho nên mới có thể cưỡng ép chặt đứt tâm lực được. Còn đầu chó hoang kia có thần thông thực là đáng sợ, giống như có thể thoáng cái ăn thịt tâm lực của ta vậy. Kỷ Linh lập tức hiểu ra, hai người kia tuyệt đối không phải là người mà mình có thể khả năng đụng vào. Trong khu vực mà ta bao phủ còn có 18 tên chân thần, 32 tên thuần dương chân tiên, 71 vị thiên thần, thiên tiên, 96 vị. Kỷ Linh tính toán một phen, khí tức của chân thần trước sau như một, rất là cường đại. Thuần dương chân tiên cũng đang làm cho Kỷ Linh cảm thấy được sự uy hiếp. Thiên thần chân tiên có lẽ uy hiếp đối với ta còn không lớn. Kỷ Linh suy tư một phen. Như vậy đi, đối tượng đầu tiên mà ta tiếp xúc chọn thiên tiên đi. Thiên tiên là yếu nhất rồi, từ đó mới có thể dò xét ra được càng nhiều bí mật hơn. Hai gã lính canh ngục kia chỉ là khôi lỗi, căn bản không hiểu phương pháp tu luyện. Thế nhưng tù phạm bị giam giữ ở nơi đây thì lại hiểu. Vèo! Kỷ Linh ngồi ở trên hư không dò xét. Chiếc thuyền hư không chu hóa thành lưu quang, nhanh chóng phi hành ở trong thế giới lao ngục lờ mờ này. Kỷ Linh cố gắng tránh qua phạm vi chung quanh của một ít tù phạm, bởi vì mỗi một tù nhân ở ngàn dặm chung quanh đều có trận pháp cấm chế phức tạp. Những trận pháp cấm chế này áp chế tù phạm, khiến cho thủ đoạn của những tù phạm này không có cách nào vượt qua ra khỏi được cấm chế. Thế giới lao ngục không có cách nào xé rách hư không, cũng không có cách nào chuyển rời không gian, chỉ có thể chậm rãi phi hành mà thôi. Như hai vị lính canh ngục kia vậy, mỗi một lần kiểm tra toàn bộ thế giới lao ngục này, khoảng cách của mỗi một tù nhân cũng cần tới hơn 12 vạn dặm. Từ đó đã có thể thấy được thế giới lao ngục này rộng lớn thế nào. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra được tốc độ của hai đầu khôi lỗi kia quá chậm. Thân thể khôi lỗi thu nạp lực lượng ở bên ngoài có thể còn sống lâu như vậy. Như vậy tốc độ phi hành chậm thì cũng là chuyện hợp thói thường. Nếu như hai người đối phương có hư không chu như Kỷ Linh, như vậy tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa. Lúc này hắn cũng đã bay được nửa ngày. Đã đến rồi. Kỷ Linh thu hồi hư không chu lại, hạ xuống bên dưới. rơi vào bên trong một hạp cốc. Phía trước có một gã thiên tiên hành tẩu ở trong hạp cốc. Kỷ Linh bước một bước xuyên qua mấy trăm dặm, rất nhanh đã đi tới khu vực trận pháp cấm chế. Trận pháp cấm chế mờ mịt, phảng phất như là một cái mũ chụp cực lớn, tù phạm căn bản không đi ra được khỏi trận pháp cấm chế. Bất quá, trận pháp cấm chế này chỉ nhằm vào tù phạm mà thôi. Người như Kỷ Linh và hai gã lính canh ngục đều có thể tùy ý ra vào. Vèo vèo, Kỷ Linh vừa cất bước đi đã đi vào trong đó. Trận pháp cấm chế không có ý định đả thương Kỷ Linh một chút nào. Tâm lực của Kỷ Linh lại lần nữa phóng thích ra bên ngoài, bao phủ lấy khu vực này. Một gã thanh niên y phục rách rưới đang khoanh chân ngồi đó. Trên chân của hắn có một cái xích sắt màu đen. Xích sắt màu đen này kéo dài ra xa xa, tận cùng của xích sắt là một chỗ ở trong hư không. Giống như thứ này là ở trong hư không kéo dài ra vậy. Xích sắt màu đen này đáng sợ vô cùng, một khi đeo lên trên người, dù làm như thế nào cũng không thể giải trừ được, cho dù là tổ thần cũng không được. Xích sắt màu đen này nhìn như là cột vào trên cái đùi, thế nhưng thực tế trói chặt bên trên hồn phách và chân linh. Bỗng nhiên từ phía xa xa mơ hồ có tiếng bước chân vang lên. Ồ, người thanh niên y phục rách rưới kia mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Đã quá lâu rồi, hắn đã ở trong này quá lâu, lâu tới mức y phục pháp bảo trên người hắn cũng đã bắt đầu tổn hại. Kỳ thực chỉ cần hắn nguyện ý tiêu hao một chút pháp lực thì vẫn có thể một mực duy trì được y phục pháp bảo. Thế nhưng ở bên trong thế giới lao ngục này, hắn căn bản không thể thu nạp được một chút lực lượng nào, chỉ có thể dựa vào lực lượng vốn có trèo chống mà thôi. Hắn phạm vào tội lớn, môn phái của hắn cũng không cứu được hắn. Sư phụ của hắn đem một lượng lớn linh đan đưa cho hắn, làm cho hắn có thể sống lâu trong thế giới lao ngục hơn. Lương Khâu, sư phụ không cứu được con, cho nên những linh đan này nhất định con phải nhận lấy. Ở trong thế giới lao ngục, con dựa vào pháp lực thì mới có thể không ngừng sống sót được. Một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, linh đan tiêu hao cũng hầu như không còn, khi đó thì con sẽ chết đi. Chỉ có sống đủ lâu thì con mới có hy vọng đi ra bên ngoài. Nhất định sư phụ sẽ giúp con, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu con đi ra ngoài. Cho nên con nhất định phải chống đỡ, đừng tự sát, cố gắng mà chống đỡ. Rốt cục cũng đã có người đến rồi. Quá lâu rồi. Trong mắt tên thanh niên hiện lên kỳ vọng. Chẳng lẽ người tới đây là muốn thả ta ra ngoài hay sao? Chính là bởi vì có ý niệm muốn sống này trong đầu, cho nên hắn mới có thể nhịn được hơn 3 hỗn độn kỷ nguyên, vẫn cố gắng chịu đựng như trước. Hắn tiết kiệm mỗi một phần pháp lực. Cũng may có linh đan mà sư phụ hắn đã cho, số lượng cũng khá nhiều. Chỉ là có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã tiêu hao hơn phân nửa rồi. Hắn phỏng đoán nếu như cố gắng nhịn thêm hỗn độn kỷ nguyên nữa thì hắn cũng sẽ không chịu được nữa. Ồ, thanh niên này nhìn qua thiếu niên mặc áo bào trắng đang đi tới. Khí tức của hắn là chân tiên ư? Không đúng, sao lại yếu như vậy chứ? Kỷ Linh nhìn thanh niên gần giống như bộ xương ở trước mắt này. Dung mạo của thanh niên này cũng coi như là dung mạo của nhân tộc, thế nhưng thân thể hắn ta quá gầy. Bất quá trong phạm vi tâm lực mà Kỷ Linh dò xét, những người bị giam giữ kia dường như cũng rất gầy, giống như phạm nhân bị đói bụng sắp chết vậy. Không, cho dù là phạm nhân có chết đói cũng sẽ không gầy ốm, không hợp thói thường như thế. Như tên tổ thần có bộ dáng như chó hoang kia, đói tới mức ngay cả da rẻ cũng rách nát, lộ ra cả xương cốt màu đen. Ngươi là khán thủ giả mới được bổ nhiệm hay sao? Thanh niên kia nhìn hắn rồi nói. Ta chỉ là một thiên tiên, không ngờ lại vẫn có khán thủ giả đến thăm ta. Ngươi tới là muốn thả ta ra, đi ra ngoài hay sao? Thả ngươi ư? Kỷ Linh khẽ giật mình. Sao ngươi lại không mang lệnh phù? Không có lệnh phù thì căn bản sẽ không giải được thiên tòa này. Thanh niên này lắc đầu nói. Kỷ Linh lắc đầu. Ta cũng không thả được ngươi đâu. Tòa lên này cho dù là tổ thần đến cũng không phá được, cho nên hắn sao có thể mở được đây? Thanh niên này rốt cuộc cũng đã chấn kinh. Hắn giật mình nhìn Kỷ Linh một cái rồi nói. Ngươi không phải là người của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể tiến vào thế giới lao ngục này? Cửu Phương Quốc đã làm sao rồi? Ta là khán thủ giả mà quốc chủ phái tới. Kỷ Linh nhìn thanh niên kia rồi nói. Đừng phủ nhận. Thanh niên này khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi là người do quốc chủ Cửu Phương Hỗn Độn Quốc của chúng ta tự mình phái tới đây, như vậy nhất định sẽ biết rõ việc cởi bỏ xích sắt thì quốc chủ sẽ tự mình phái tổ thần hoặc là tổ tiên tới đây. Cho dù ngươi có lệnh phù thì căn bản cũng không giải được thiên tỏa. Thế nhưng vừa rồi ta hỏi ngươi có lệnh phù hay không, ngươi lại không có một chút nghi hoặc nào. Kỷ Linh khẽ giật mình. Hắn ở trước mặt hai đầu khôi lỗi kia không có lộ ra một chút sơ hở nào. Thế nhưng không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc với thiên tiên có trí tuệ chân chính lại đã bị phát hiện ra vấn đề. Bất quá Kỷ Linh cũng không hoảng hốt. Lúc trước khi vừa mới tiến đến đây, Kỷ Linh còn lo lắng thân phận bại lộ. Thế nhưng sau khi trò chuyện nhiều hơn với Tây Bức thì hắn cũng biết tấm bia đá này thực ra là một kiện bảo vật đặc thù. Nó là bảo vật cùng loại với thủy phủ, chỉ là ở bên trong lại ẩn chứa rất nhiều trận pháp cấm chế. Mà hiện tại hắn chính là chủ nhân của tấm bia đá. Về phần khôi lỗi hai đầu kia chỉ là làm ô xin, thực lực có lẽ không quá yếu. Thế nhưng hai đầu khôi lỗi này vĩnh viễn không có cách nào đi ra khỏi tấm bia đá này. Mà hắn chỉ cần trong đầu có một ý niệm là có thể rời khỏi tấm bia đá đi ra bên ngoài. Cho nên Kỷ Linh cũng không lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Sao ngươi lại hoài nghi ta? Vì sao lại thăm dò ta? Kỷ Linh lên tiếng hỏi. Ta hỏi ngươi, Cửu Phương Hỗn Độn Quốc thế nào rồi? Người thanh niên này vội vàng hỏi. Thanh niên này chằm chằm nhìn vào Kỷ Linh, trong mắt tràn ngập khát vọng. Bị tiêu diệt rồi, Kỷ Linh nói. Cho dù không bị diệt, 36 tấm bia đá đã hoàn toàn phân tán. Một khối này còn đã ở trong tam giới vô số năm tháng vô tận. Như vậy chỉ sợ Cửu Phương Hỗn Độn Quốc kia cũng đã biến mất, không tìm thấy được nữa. Bị diệt ư? Bị diệt ư? Làm sao có thể? Công chúa, sư phụ, không, không. Thanh niên này rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa. Hắn kiên trì được hơn 3 hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc cũng là bởi vì trong lòng hắn có chấp niệm. 3 hỗn độn kỷ nguyên này, ngay cả ít chân thần cũng bởi vì sự cô tịch vô tận, không có hy vọng mà đã tự sát. Thế nhưng một thiên tiên như hắn lại có thể kiên trì được tới hiện nay. Là các ngươi đã diệt Cửu Phương Hỗn Độn Quốc sao? Hủy đi tất cả mọi thứ của ta, hủy đi tất cả. Không, không. Thanh niên này bắt đầu trở nên điên cuồng. Đi chết đi. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của thanh niên này lập tức xuất hiện mấy trăm đạo lưu quang. Những lưu quang này vần quanh toàn thân. Một đạo kiếm ảnh cực lớn màu xanh lập tức xuất hiện, trực tiếp chém về phía Kỷ Linh. Vốn Kỷ Linh còn rất tỉnh táo, bởi vì tất cả đều nằm trong khống chế của hắn, mà người này chỉ là thiên tiên mà thôi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy công kích mà đối phương thi triển ra, Kỷ Linh lại lập tức chấn kinh, bởi vì đạo kiếm ảnh màu xanh biếc cực lớn này có thể khiến cho lòng hắn run sợ. Đạo lực lượng này ở cấp độ thiên tiên, thế nhưng chỉ sợ ngay cả thuần dương chân tiên cũng không phải ai cũng có thể mạnh được như vậy. Làm sao có thể như vậy được? Trích tinh thủ tầng thứ 5. Kỷ Linh không dám do dự, lập tức thi triển ra thần thông trích tinh thủ. Oanh! Chỉ thấy một trường ấn lớn chừng ngàn trượng tỏa ra quang mang mờ mịt xuất hiện, trực tiếp áp bức. Mà đạo kiếm ảnh màu xanh biếc cực lớn kia cũng đã chém giết tới. Phanh! Cả hai lập tức va chạm vào nhau. Dư âm lan tràn ra mặt đất xung quanh, mặt đất chấn động, mơ hồ xuất hiện một ít vết nứt. Kỷ Linh không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước, mà thanh niên kia vẫn đang ở đằng kia như trước. Hai con người đã đỏ lên, giống như là kẻ điên nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh vậy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi chỉ là thiên tiên, sao lại mạnh như vậy được? Không có khả năng. Kỷ Linh hoàn toàn chấn kinh, tất cả mọi chuyện đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Trích tinh thủ mà hắn thi triển ra trong đám thiên thần cũng coi như là tồn tại đỉnh điểm. Thế nhưng vừa rồi va chạm với một kiếm kia mà hắn lại bị rơi xuống thế hạ phong. Đáng chết, đi chết đi. Thanh niên này đã hoàn toàn điên cuồng. Xem ra chỉ cần áp chế được hắn là có thể hiểu rõ được thôi. Kỷ Linh đã hoàn toàn bạo phát. Trích tinh thủ cũng là một chiêu trích tinh thủ, thế nhưng lúc này đã là tâm lực tầng thứ 4 cường đại, cũng đã hoàn toàn bám vào bên trên, hơn nữa là toàn lực bộc phát ra. Trong lúc nhất thời làm cho uy năng của trích tinh thủ lại lần nữa tăng lên, sợ rằng đã có thể so sánh với một mũi tên toàn lực của thần tiến thủ trong tam giới. Rầm rầm rầm. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 127 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.